Hello, kính chào quý vị, xin chào các bạn. Ở video này tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách đồng bộ dữ liệu từ ví Sapan sang ví Chớp. Ở đây tôi đã tải sẵn hai cái app là Sapan và cái app Chớp. Quý vị lưu ý, nội dung video mang nội dung thông tin để quý vị tham khảo và không được xem là kênh đầu tư. Quý vị nên cân nhắc cho thật kỹ cũng như tự chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Bởi vì quý vị đồng bộ dữ liệu từ cái ví nọ sang ví kia, nếu thiết bị của quý vị dính Trojan hoặc virus thì nó cũng rất chi là nguy hiểm. Rồi bây giờ tôi sẽ vào cái ví Sapan. Tôi tạo một cái ví mới, sau đó tôi sẽ lấy private key tôi đồng bộ sang ví trước. Hôm nay tôi sẽ đặt tên cho ví. Ở đây tôi để mặc định là 12. Cái phần advanced này tôi cũng không dùng đến, tôi sẽ để nguyên. Quý vị lưu ý, quý vị muốn đồng bộ được dữ liệu từ cái ví Sapan sang ví chớp thì quý vị không nên cài đặt cái phần advanced này. Đó. Nếu quý vị đặt cái phần này thì quý vị không thể đồng bộ được dữ liệu. Vì cái phần này là phần đặt thêm cái password đi kèm với lại cái dãy ký tự. Đó. Đây là một cái chức năng cài đặt nâng cao của cái ví Sapan. Đó, thì tôi nhấn mạnh lại. Nếu quý vị muốn đồng bộ dữ liệu từ ví Sapan sang bất cứ một cái ví nào, thì quý vị không nên sử dụng mật khẩu ở cái phần Advanced này. Rồi, thì tôi sẽ để nguyên. Chọn đăng. Chọn là backup, tích vào ba cái dấu này. Rồi tôi sẽ tạm thời lưu lại cái ký tự này. Rồi chọn like. Ok, bây giờ tôi sẽ sang cái ví chớp. Ở đây tôi đã cài đặt cái ví chớp rồi. Tôi sẽ vào cái ví chớp. Tôi chọn vào cái phần dưới. I already I have wallet. Rồi tôi sẽ chọn vào Multicoin Wallet. Ở đây cái ví Sapan nó không có chức năng copy nên tôi phải đánh từng ký tự, quý vị chờ một chút. Rồi. Khi nhập chính xác, tôi sẽ chọn vào import. Ok, còn đăng. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra xem cái địa chỉ ví nó có trùng với lại ví Sapan không thì là chính xác.
Đó, quý vị sẽ thấy cái địa chỉ ví của hai ví nó trùng nhau. Ok chưa? Trùng nhau là tất cả dữ liệu sẽ được hiển thị. Rồi, và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và bổ ích, quý vị hãy đăng ký, like, chia sẻ kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn.